Coi nè, cô chú anh chị cái này, ơi. Đâu đâu đâu. Trời ơi, đây con trái quá trời bự luôn. Cắt cái chặt quá trời bự. Vô đi, hai mất coi mà. Nè, hái trái này luôn nha. Làm kiểu này mà ghế không mê sao được. Vậy đó, con gái giọt lên rồi cho nó cả nhà. Cha mẹ ăn lên chút, ăn xong cái gia đình mình sẽ đi lên núi để lượm hạt dẻ nha. Vô rồi, vô rồi. Vô rồi. Làm dở quá ông xui thưởng nha. Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Yunji TV Cuộc Sống Hàn Quốc nha. Buổi sáng hôm nay cha mẹ điện cho em sớm lắm, nói là chiều ơi đi nhanh là đi hái cà. Cha với mẹ thấy có nhiều trái cà rất là to luôn á, cho nên là bây giờ em sẽ đi lại nhà của cha với mẹ ruột em đi hái cà nha cô chú anh chị. Hái cà xong á thì em sẽ rước cha với mẹ đi lại chỗ nhà em nè, để mà mình chùm cu su á tại cái trại này nè. Em chuẩn bị trồng dưa leo á, cho nên là nhờ sự giúp sức của cha với mẹ lại chùm cu su lại, và sau đó đi lên núi để lượm hạt dẻ. Đợt trước á thì em đi có một mình em mà, cho nên là thấy những cái dấu chân con gì rất là to, em sợ heo rừng á, cho nên là đi nhanh nhanh xuống không có nhặt được nhiều. Còn ngày hôm nay á thì có cha với mẹ cho nên là chắc sẽ nhặt được nhiều hơn á. Vậy bây giờ thì em sẽ đi lại nhà của cha với mẹ ruột em nha cô chú anh chị, để xem hôm nay mình hái cà được nhiều không nè. Hôm nay cà mình trồng bây giờ trái bự lắm cả nhà ơi. Hôm nay cả nhà đi bẻ cà với gia đình mình cả nhà ơi. Mấy trái à? Chắc cũng được chừng 5 kg à. Về chia nhau ăn hả? Đâu có bán đâu. Lấy dao, lấy kéo chưa? Rồi. Kéo đâu? Ở bên đâu cha? Đi hoài hoài gặp bán vậy. Dòng nào cũng có hay có dòng có dòng không ta? Đi. Ôi ôi, quá trời luôn rồi, mới có mấy bữa không ra mà coi nè. Nó lớn quá trời lớn, coi nè trái. Ôi ôi, đen luôn nè cô chú anh chị ơi. Đây nè chiều. Đó đó. Đây nè, dài. Ôi ôi. Sát cuốn vô. Trái này dài dữ ha. Đâu có lấy dao rồi lên. Đây nè, cái nè, cái sát cuốn vô. Cái sát cuốn vô á. Này, để mẹ cắt nha. Coi nè cô chú anh chị ơi. Đâu đâu đâu. Trời ơi, đây con trái quá trời bự luôn. Cắt cái chặt quá trời bự. Trời ơi, trái quá trời bự luôn. Ôi ôi. Trái gì đâu nó bự không nè mẹ ơi. Đây, mẹ cắt luôn. Cái này nó bị gì là nắng hả mẹ? Nắng đó. Nó bị chạy da. Quá trời trái thì chứ sao nhanh dữ ha. Lớn còn hơn cái bầu trái bí nữa. Quá trời mau lớn. Coi nè cô chú anh chị ơi, cà của mình hôm nay trái coi nè. Chùm chùm luôn. Quá trời trái luôn. Coi nè. Quá trời trái luôn. Trời ơi, ăn trước con trái bự quá trời bự luôn kìa mẹ. Trời ơi. Hai bên tím vàng ngắt kìa. Ồ, sọt luôn rồi. Mới đi có mấy bước chân mà cả sọt luôn rồi. Nhiều lắm. Đi. Quá thì trái thiệt chứ, thấy ham quá, nhanh thiệt. Mới có mấy bữa mà nó lớn. Quá trời trái luôn. Mà không kịp. Bể con bóng luôn rồi. Chồng khích khích cái nhìn trái dữ dằn ha. Nhớ, nhớ bữa lần đi kiếm. Chắc hay anh. Ừ, trái đó quá trời đẹp ha. Quá đẹp chứ cà. Trời ơi, trời nè. Trời ơi, trái này trà bá nè. Đâu? Cái này nè. Không, trái đó cục chơi. Mời bán. Mời bán đây ha. Mời nhiều lắm, bắt bán chứ, đóng thùng đóng bán chứ. Mời đóng thùng bán. Trái cà khổng lồ luôn. Cắt này. Dạ đúng rồi, cắt đó đi. Quá trời bự. Ôi đó. Ủa, trái cà chắc nửa ký lô á. Trời ơi, coi nó đã nè. Mời mẹ. Đâu cha? Ôi ôi, trái đó cũng bự nữa. Trái này nè. Dạ, trái đó cắt luôn đi trai. Dài lắm, cắt luôn đi, mời nó bự cỡ nào. Ờ, cắt được hết rồi, đúng đúng ra là phía trái ngoài đó nữa kìa. Ở đây nè. Đây nè, đây nè. Nhiều quá. Ờ, hết không? Để ngày mai bán. Quá trời nhiều luôn rồi, trời ơi. Mày lên đây mày cắt đi tao đi mà bánh á. Quá trời nhiều luôn trái coi nè. Để đầu mua trái chịu cắt ham. Ham lắm luôn á. Bẻ lên mày đi mới đầu đi đi, hai trời bẻ đi. Coi nè, cái trái nó bự nè, ham ghê chưa, đã quá à, bóng lưỡng á. Cà đầu mùa á, cho nên là đẹp lắm luôn. Mời em sẽ đi cắt nha. Mời gia đình em sẽ đi cắt rồi đóng vô thùng mình bán. Hôm nay chỉ đi cắt những trái bự để ăn thôi. Quá trời có trái cà. Như nè. Đã chưa?
không lưỡng luôn. Mời mấy cái này bé được chơi rồi. Dạ, mời bé được hết rồi đó. Nè, thấy ham chưa? Ở bên đây á, cặp hai bên cửa sổ nên nó ra trái sớm, như trái nó nhiều nữa. Cái cây cà nó cũng tốt hơn ta nữa không mẹ? Bé mé nó có hồi làm cái gió. Gió, rồi nắng nó cũng được nhiều nữa. Cái gì nó cũng đầy đủ hơn ta hết. Trái cỡ này nè. Quá trời đã luôn. Ôi ơi, ở đây con trái quá trời bự luôn nè. Ở đây con trái quá trời bự coi nè. Trái này mời hai đóng thùng bán được rồi. Dạ. Bên đó bự nhiều hơn nữa đó. Ôi mẹ, con trái này cứ kéo con cách kia, nó bị hư rồi. Con trái này nó bị hư rồi, nó chỗ bằng một bình rồi nè. Để ăn luôn. Nè, nó nứt như vậy nè. Không nghĩ là nhiều trái như vậy luôn cô chú anh chị ơi. Cha với mẹ em nói á, tại hồi nó đi lại đằng chỗ nhà em để chùm cao su á, cho nên là sẽ đi hái ít trái bự đem lại cho anh chị xui. Mà ra đây xem thì quá trời trái luôn, cho nên là mình chỉ hái một ít thôi. Ngày mai thì cha với mẹ sẽ hái hết những cái trái to đó, cái đem vô mình đóng thùng đem đi căng nha cô chú anh chị. Để coi ngày mai mình bán một thùng được bao nhiêu tiền nha. Tại vì đầu mùa mình chưa căng thùng nào hết, cũng không biết giá nữa. Wow, nhìn trái cà quá trời mê. Ham thế nè. Trái quá trời, đen kịnh luôn. Thành quả hôm nay bé được đi nhiều cả nhà ơi. Bé ăn ít vậy cho bà xui à, chứ ngày mai bé nhiều lắm cả nhà ơi. Giờ đem vô cô chú anh chị ơi. Ngon không? Ngon. Quá ngon cả nhà. Quá trời, quá trời ngon luôn. Coi nè, nó bóng lưỡng như tha mỡ luôn kìa. Ngộ thiệt chứ. Cà đầu mùa ngon lắm. Mà anh nhìn thế, anh ta có chọn cơ mà anh có lá cá cô mà ba mình trên tư đi cô nên thế à cho ta cô cứ tôi mà anh ta chén chớ mấy lần miết bắt sửa bắt cả não à ai cái xe vô đi hai mất cái mà nè nè lại tới cái trại trồng dưa leo rồi nè. Hồi sáng nay ông xã em làm mình lên luôn chùm được một vòng rồi, còn tới 11 vòng nữa lận. Đại cái trại này á nó được tới 12 vòng lận. Bây giờ có cha với mẹ em lại nữa chắc làm sẽ nhanh hơn. Nhiều cô chú anh chị hay thắc mắc á, không biết ông xã em làm cái gì, không thấy quay những công việc của ông xã em. Thì ông xã em làm hết những cái việc như là xới đất nè, rồi chạy vòng, đánh vòng, rồi làm ống nước. Đó đâu có biết đâu, xúc đất không à. Sau này cái mua mấy cây ghim này nè, mình xài hoài luôn. Ổng gỡ ghim bỏ đâu hết rồi. Có chứ, bỏ vô bao cắt chứ. Cái bao đằng đẵng á, hồi đem lại. Chùm cái này cũng nhanh lắm cô chú anh chị. Một cây sắt gì nè. Khoảng cách đó là mình cặm một cây ghim. Hết trơn cái này là 12 vòng nha. Này, phía bên đây thì mình chưa làm xong. Đây làm xong rồi nè. Cha mẹ em làm quen rồi đó, cho nên là tự biết tự làm hết rồi. Công việc của ông xã em á, như là đi chạy máy cày nè, máy xới nè, đánh vòng nè, rồi kéo ống nước, rồi phân thuốc. Nói chung là về máy móc này kia là ông xã em sẽ làm hết. Rồi công việc của em với cha mẹ là như là chăm sóc cây nè, rồi tỉa cây, rồi hái trái, rồi đóng thùng. Nói chung là gì đó, mỗi người một việc à. Cho nên nhiều cô chú anh chị mình nói sao không thấy ông xã em làm chung là kiểu như công việc của ai người đó làm. Khi nào chùm xong hết thì sẽ đi lên núi nhặt hạt dẻ. Trong khoảng thời gian đợi cha với mẹ em chùm cao su á, bây giờ em sẽ đi lên mấy cây lê, hái vài trái lê xuống. Để hồi nữa mình gọt cho cha với mẹ ăn giải khát nha. Nhà có gì mình ăn đó. Thôi có con trái này nó rụng rồi nè. Con trái nó rụng coi có bị hư gì không. Quá trời ngon luôn, con trái này là ngọt cái lắm nè. Nó rụng quá, gió quá nó rụng. Thấy đài kêu bên hàng á, đang chuẩn bị có bão đó mà không biết sao nữa. Đi tới đây cái nó thơm luôn á. Thơm cái mùi lê luôn á. Đây, hái trái này luôn nha. Wow, nó rất là chín, lần đụng nhẹ là nó rụng liền. Ngon ghê chưa, lê hàng quá. Bỏ vô sọt của mình liền. Cái trái này trên cây mà nó bị hư rồi, thấy không? Rồi, nó bị hư chỗ này rồi, nhưng mà bên đây mình vẫn ăn bình thường nên là em hái luôn nha. Mình không hái thì nó cũng sẽ rụng à. Nhưng mà thích ăn những trái vậy lắm luôn á. Tuy rằng nó xấu thiệt nhưng mà ăn ngon. Đây, trái này. Trái này thì nó chín rồi nhưng mà nó chưa chín nhiều. Nó còn hơi xanh xanh những chỗ này. Đây, cho nên là để vài hôm nữa nha. Ồ, cái trái này quá trời chín luôn. Ở đây có con trái nè.
Ôi sợ nó rụng quá. Ôi nó chín rồi nè, cái màu của nó nè. Nó chín nhiều á, cái màu vàng khè luôn. Hái luôn nha. Wow, ngon ghê cho cô chú anh chị. Vậy là mình được 4 trái rồi. Cái sọt lê của mình nè, đủ ăn rồi. Của nhà chồng á, cho nên là ăn bao nhiêu thì mình hái bấy nhiêu. Còn lại thì để đó, nó chín nữa. Cái ruộng khoai lang của cha chồng em á, chắc cuối tháng 10 cũng đào luôn rồi. Mấy hôm trước á, đi lượm hạt dẻ mà nghe con bò nó kêu quá trời kêu á, tưởng đâu là cái gì không à, nhưng mà không ngờ là con bò nó đẻ. Lúc đó em không có quay kịp. Cha chồng em nói là con bò nó đẻ nó cũng kêu dữ lắm luôn. Con bò nó cũng giống như mình á, kiểu như mình đi đẻ, mình đau bụng, mình cũng khóc cũng la, thì con bò nó cũng khóc cũng la y gan vậy á. Mà trước giờ em đâu có biết đâu. Hôm qua em mới biết luôn á. Tại vì tự nhiên nghe con bò nó la quá trời la luôn. Tưởng đâu là gì không à, ai ngờ là con bò nó đẻ. Đẻ được một con bê con bê đực. Ở bên hàng á, bò mà đẻ được bê đực á là mình bán sẽ nhiều tiền hơn bê cái. Thí dụ mà một con bê cái mình bán được 2 triệu là con bê đực mình sẽ bán được 3 triệu hoặc 4 triệu, nó gấp đôi luôn á. Tùy theo con bê con của mình á, nó có tốt giống không, nó có bự con hay không nữa. Mà 5 năm trở lại đây á, giá bò bên hàng nó rẻ dữ lắm, rẻ luôn. 5 năm trước á, một con bò con là gia đình em bán được 5 triệu á, đó là con bò đực nha. Còn bò cái thì 3 triệu, nhưng mà bây giờ nó rẻ dữ lắm luôn. Con bò con mà bò đực á chỉ có 3 triệu à, còn bò cái thì còn có 2 triệu à. Nó xuống gần nửa giá luôn, nó rẻ vậy đó. Nhưng mà nghịch lý một cái là em thấy đi đâu đâu cũng vậy chân. Cái người nuôi á thì rẻ, còn cái người mua ăn á thì lúc nào cũng phải chi tiền cao để mà mua. Dù cho giá bò có lên có xuống thì cái người mua ăn vẫn là vậy thôi. Trong khi đó cái người nông dân mình chịu thiệt nhiều lắm. Bò thì rẻ nè, mà tiền thức ăn, tiền cỏ, tiền gom thì cao, cái gì cũng lên cao hết á. Còn mấy dòng đó là xong rồi, bây giờ em sẽ đi gọt lê nha. Này, nãy giờ ngồi gọt thì gọt cũng xong rồi nè cô chú anh chị ơi. Gọt hết 4 trái luôn. Có mấy trái nó bị rụng á, nó cũng bị hư nhiều, nó dục bỏ luôn. Để cái vỏ ngoài đó cho mấy con chuột hay con này con kia nó ăn á, ngọt ngọt nên nó khoái ăn lắm. Đây, để chút nữa cha với mẹ làm xong cái mình ăn này rồi thì mới đi lượm hạt dẻ nha. Rồi xong cả nhà, trong vòng 1 phút 30 giây là xong ngay cả nhà. Quá giỏi, bây giờ đi vô cho ăn lê thưởng cho. Làm mê tiếp đi cả nhà. Làm kiểu này mình dễ không mê sao được. Làm gì đó, con gái gọt lê lại cho ăn đó cả nhà. Chứ bình thường không có gọt ha. Không gọt đâu, dễ gì, lúc bên anh gọt đó. Nói vậy là chết con gái luôn rồi. Mời cả nhà ăn lê cả nhà ơi. Ông xui ông chồng lê nè, bên hàng nè cả nhà. Ngọt lắm cả nhà, mời cả nhà ăn lê nha. Nhá nè, ngọt gòn mà ngọt lắm cả nhà. Ngon không? Ngon quá. Chồng hái ăn nhiêu là hái nhiêu à, để trên cây á. Ừ, ngọt. Dạ, nó chín hoài vậy đó. Chứ của người ta là người ta bẻ hết rồi đâu còn tới giờ. Mà người ta đâu có để như mình chín nhiều bé đâu. Chín chừng 80% ta bẻ gì ta để được lâu. Rồi mình chín quá dặn chuyển đi nó dễ dập. Cha mẹ ăn lên chút, ăn xong cái gia đình mình sẽ đi lên núi để lượm hạt dẻ nha. Hồi sáng thấy mẹ chồng con lượm đâu, hạt dẻ nhiều lắm. Bự bự không à. Đúng rồi, chắc lượm chỗ đó, mấy cây đó không, mà cái đó không phải à. Bự chứ không ngon. Không ngọt đâu. Ở bên hàng á, mà người ta mua phế liệu cái bán tiền dữ lắm luôn ha. Nè, sắt thép gì quá trời. Nhà em gần chuồng bò nhà em á, sắt này phải tính bằng tấn chứ không tính bằng ký nữa. Dữ lắm luôn, mà bên hàng đâu thấy ai mua đâu, toàn là đem đi cho người ta không. Cho mấy người mua phế liệu người ta gom lên nhiều người ta bán, còn mình ít cái đâu biết đường bán đâu. Rồi, đi. Rồi, bây giờ đi. Cái nhảy, đi lượm hạt dẻ nhảy. Lên núi kiếm hạt dẻ lượm, lấy cái cây mẹ ơi. Tâm đó chuyện. Dạ. Bây giờ gia đình em sẽ đi lên núi để mà lượm hạt dẻ nha. Không biết có hay không đây. Mấy hôm nay gió gì là nếu có là nó rụng dữ lắm à. Tới chân núi thì bây giờ mình lội lên kiếm chỗ lượm. Đây có trái nó rớt có này cho, coi cái nào nó bung quá. Nó rụng xuống gì nè. Có lai gai. Có không nè. Đây đang trái này cho. Đạp này ra cho, đây nè cho. Còn không có mang đâu ủng. Cha đạp trái này nè cho. Đây nè. Đây đây, lội trái này bự đúng rồi. Thế rồi. Có con trái bự đó. Ừ. Đây đó nè cha. Đây cha, cái này ngon lắm nè, mới rụng nè. Đây, cái trái nó nè. Đó đó. Cha đạp nó ngon lắm kìa, thấy không? Hấp chân kìa. Cái chân trộm nè.
anh đây nè cha. Đây nè, đây nữa nè, đây gấp đây nè. Nó bung lên nè. Thế này. Nó đạp ra đi. Nó rụng nè. Rồi văng ra ba hộp luôn. Phía trước con trái nữa nè. Cái dài của nó đâm đau lắm. Dạ. Rớt ra. Con trái được 3 hộp. Còn nữa, còn nữa, còn nữa. Ôi, cây thông quá trời bự ha cha. Cây thông bự nè. Vô rồi. Vô bánh rồi, Vô ổ rồi. Ừ, nghẹt luôn. Cha với mẹ đang lụm dữ nè. Dạ. Ừ trời, nó đâm. Nó đâm hết hồn luôn á. Đâm cái nhóm luôn á. Nè. Chỗ này nhiều quá nó rụng nè. Đó, đúng ra là nó phải rớt ra về mình lụm nè. Chứ không cần phải mà đi lấy cây tách ra đâu. Chỗ này quá trời nhiều luôn. Chúng mánh được chỗ này à? Chắc chắn không có mà. Đi kiếm là có à. Cái này đúng là ngồi chờ sung rụng này cha ha. Người ta chờ sung rụng, mình chờ chứ hạt dẻ rụng à. Quá thì nhiều cha ơi. Này, cái hạt dẻ quá trời nè. Nhóc chân luôn. Mà bao tay không còn cái bao tay kìa. Còn hả? Đưa cho cha kìa. Không. Có gai không lắm và mạnh tay nó đâm đau lắm. Đây cái trái của nó nè, rớt xuống rồi nó bung ra. Gì đó mình phải lấy cái cây mình dích nó văng cái hộp cây mình đó. Đây nó thế nào. Mấy năm trước á, em với cha với mẹ đi lụm có bữa một à, hoặc 20 mấy ký. Thì lụm một lần á. Ý là mình lụm rồi, đợt sau người ta lụm xuống quá trời luôn á. Mình nghĩ rồi đấy ha. Mình nghĩ lụm mấy người hàng người ta đi lụm bao bao luôn. Tại mình đủ ăn cái mình không có đi lụm nữa. Không biết. Ăn á. Như cho con cho cháu rồi. Trời ơi, cha được nửa sọt rồi nè. Nhiều quá vậy. Thôi hồi nãy nhờ có con cây đó mới được nhiều ha. Không có cây đó là đâu có được đâu. Thôi đi về nè. Đi về mẹ đủ rồi mẹ. Rồi đi dài xuống nha. Lên núi xuống núi.
Mẹ nói cha đi tình tan coi chừng rớt hết đi kìa. Bộ thấy có người lạ nói chuyện là nó kêu rồi đó. Ừ, thì nó tưởng là mình đi cho nó ăn á. Kiếm ăn được. Dạ, thì chín rồi. Mà năm nào lúa nhà con cũng đợi người ta cắt xong xuôi hết rồi, ông cha chồng cũng mới cắt. Chín gục gã tê thê luôn. Công nhận mùa thu khỏe ha, mắt gửi ha. Đi ngang một cánh đồng thơ mộng quá trời luôn. Trời ơi, anh chị Sáu đẹp đôi quá ta. Quá đẹp đôi. Hai người xách hai sọt nhìn thấy đẹp quá ha. Bồn bồn. Rồi rồi nó gụi rồi nó mới lên lại đó mẹ. Cái này rau rau chóc mà anh. Rồi bây giờ gia đình mình sẽ chạy xe lên chỗ cha chồng em nuôi ong á để chở hai bao đường đem về để dành ăn. Thấy con đó rồi cha chồng con. Dạ, đây thùng nhà nước cho nè. Thùng này là mua cái 40 ngàn đó. Nè, mấy chục cái đó. Đây nữa nè, 80 cái hả gì á. Đi lấy đường lại đây là bưng đường đi cha. Cha lại đây nè. Không bịch hả? Ừ. Hắn kêu anh. Nãy chúng mày tạo mối cô tụi con mình đi. Hắn kêu anh. Thôi ông kêu lấy rồi. Người bưng bịch đi. Làm dở quá ông xui thưởng cho người bịch đường đem gì ăn nha. Ông cứ cho người bao đường gian cả nhà ơi. Trời, cứu khổ cứu nạn bao đường. Xui cứu đường mà uống. Uống cho lái đường. Tính ông xui nát thiệt chứ. Khiến người ta lái đường không. Chở cha chồng em nuôi ông nè, lên đây cái mắt gửi luôn. Em được hai trái đây cho cha chồng em để ngồi đây buồn buồn cái gọt ăn. Khỏi mất công trèo lên lụm. Ngày nào cũng ra lụm cho. Hả? À, muốn giờ ná túi tôi cả nãy chúng mày sim hết để cắt không mất rồi cha. Ôi, lên video đẹp trai dữ ta. Ông xưa nói năm nay không có khoai lang quê hợp chí quê có đích chí không có trái luôn không có củ luôn ơi cứ trả đến ta ớt này cứ ớt này sồn nè hết nè mụ trong cát à nào kết ta. Quý ơi được hai bố chị. Có cái sọt á. Đây. Ông xui đào thử khoai lang cho xui Việt Nam coi. Khoai lang ông xui thấy ghê quá trời. Củ xấu không mà năm nay chắc bán không được đâu. Để cho bò ăn thôi. Kệ đi ông xui đưa bọc kìa. Trời tội nghiệp quá he, nhiệt tình quá đi kiếm bọc cho đó. Suy ra gặp nhau, ôm nhau, chào nhau rồi he, vui vẻ. Cha chồng em chưa thấy ai hiền như cha chồng em luôn á. Hả? Cô cung ma, tạ đưng a chú ma cờ. U đi cậy cờ. Rồi đi lên xe về, tạm biệt ông Suy. Yeah là xong rồi đó. Không có biết nói chuyện gì đâu. Sao tôn vô kia sim hết để ánh cha sơ mút coi đầu coi chà nãy canh ta.